Chào bạn, tiếp tục với kỳ phần quản lý sản phẩm. Thứ nhất, ở đây ta sẽ chỉnh một số thứ. Ở đây, loại sản phẩm, ở đây ta sẽ đưa tên loại, chứ mã loại thế này không biết gì hết. Ok ha. Thế thì các bạn mở cái cơ sở dữ liệu ra. Đối với một sản phẩm ở đây, thì ta có một cái mã loại đó là Case ID ở đây. Case ID này tương ứng với tên của nó là ở đây. Ok ha. Đây các bạn thấy này, số này. Thế thì trong cái bảng quản lý sản phẩm này, ta lại tác động đến cơ sở dữ liệu của bảng Category. Category. Ok. Và đồng thời như thế, các bạn bên này các bạn tạo ra cho tôi một tập tin đó là category.php. Như vậy. Và ta cũng có cấu trúc y chang như bên này. Ta copy cái này cho nhanh. Đấy. Rồi. Và ở đây tạm thời ta sẽ enter xuống một đoạn. Ở chỗ này nó chỉ xử lý riêng thôi. Đó vậy ở đây là lấy ra tên loại. Do vậy tôi đặt là function category, tôi lấy ra name. Đó. Và ở đây ta đưa vào ID. Ta đưa vào ID. Ta lấy ra name. Do vậy câu lệnh SQL bằng select sound from seed table where category ID thì bằng ID ở đây đưa vào. Đấy. Rồi. Ta sẽ kiểm tra nếu như this query count đếm số mục tin của câu lệnh SQL này bằng không. Ở đây khác không? Không có nghĩa là có, thế thì ta sẽ lấy ra cái mẫu tin ở đây. Ta đặt ra mẫu tin thì đây là this query one. Ta lấy một mẫu tin tương ứng với câu lệnh SQL ở trên và ta sẽ return ra row category và lấy tên thôi. Trường hợp xui nó không có, do dữ liệu không ràng buộc, thế thì ta sẽ return luôn là dưới này ta return là uncategory. Ok. Đấy. Do vậy ở đây các bạn cần truyền vào ID. Thế thì ở đây ta cần truyền vào ID ở đây. Do vậy category ta đã gọi ra và ở chỗ này ta cần in ra category name tương ứng với cái ID đưa vào đây. Ok. Rồi, đó là vấn đề thứ nhất chạy. Đấy, tương ứng với tên ở đây. Rồi, đó là phần thứ nhất. Phần thứ hai ta sẽ thiết lập mấy cái nút này. Cái nút này, ba nút này. Thế thì ở đây trong cái vòng lặp này tôi sẽ đặt ra một BP và tôi lấy ra ID cho nó ngắn gọn. ID. Và đây tôi sẽ lấy row. À, cái chữ product ID. Nó hơi dài. Do vậy tôi dùng cái chữ ID này cho gọn. À, ok. Thế thì ở đây cái này các bạn phải thêm vào đây là BP. A cho ID. Đấy. Và đây tôi copy luôn cái đường code này. Tôi đưa xuống cho tất cả những cái chỗ mà tôi đang để sống ID đây. Update, delete search. Và cuối cùng là thằng này có luôn. Và ta chạy lại này. Đấy. Thế thì thằng này ta chỉ nên xuất hiện một thôi, chứ không hai. Một thôi. Do vậy ở đây ta sẽ dùng câu lệnh if else. BHP if
thỏa mãn điều kiện gì đó thì nó xuất hiện cái này. L. Và xuống ở chỗ này. B and if. Đấy. Do vậy trường hợp nào thì nó rơi vào đây, trường hợp nào nó rơi vào đây, thế thì ở đây ta đặt là round. Product status. Nếu cái này mà bằng 1 thì đi vào đây. Ngược lại thì đi chuyển vào đây. Đấy, và ta trở lại này. Đấy, thì giờ ở chỗ này nó chỉ xuất hiện 1 đây và các bạn thấy đỏ này. Đó. Đấy. Rồi, các bạn có thể điều chỉnh lại một chút xíu cái thằng này, 200 thì nó hơi nhiều, 140. Đấy. Cái này 140 luôn ha. Thử ai, trở lại này. Đấy. Rồi. Ta sẽ thực hiện các cái nút lệnh ở đây. Thứ nhất, nút thứ nhất, ta ấn vào đây một ấn thì thay đổi trạng thái. Ấn vào đây một ấn này thì ta thay đổi trạng thái. Ok. Thế thì giờ ta đóng toàn bộ cái này. Ta ấn này. Ấn vào nút này cái, thế thì các bạn thấy cái tập tin status này chưa tồn tại. Do vậy ta sẽ tạo ra tập tin status này. Stay nè. Chấm BSB. Và trong những tập tin này các bạn làm theo quy trình như sau. Một, các bạn lấy ra ID. Đây, bước đầu tiên các bạn lấy ra ID. Thế thì ID ở đây sẽ bằng Request ID. Ok. Thôi cái này khỏi test ha. Rồi, thứ hai, khi lấy ra ID này rồi, ta sẽ tác động đến dự bảng product. Do vậy ở đây là product bằng load model product. Đấy, và tất nhiên cái này có rồi. Có rồi. Thế thì riêng cái bảng trạng thái, thế thì ta phải biết được là trạng thái của cái mẫu tin hiện tại bằng bao nhiêu. Do vậy ở đây tôi sẽ lấy ra chi tiết của cái mẫu tin này. Product round. Tôi lấy theo ID, tôi đưa ID. Thế thì ở đây ta thấy cái hàm này chưa tồn tại. Ok, ta copy cái này và ta sẽ tạo ra một cái hàm. Đây là lấy danh sách. Thế thì ở đây ta sẽ lấy gì? Một mẫu tin. Đấy, một mẫu tin. Và câu lệnh này, copy cái này xuống cho nó nhanh. Select from product ID bằng cái ID mà ta đưa vào. Cái này không cần sắp xếp gì hết. Đó là. Rồi tôi sẽ trả về một mẫu tin. Các bạn để ý khi copy dòng lệnh thì ta phải hiểu được là đây là one hay là all. Trả về một mẫu tin. Ok. Rồi ở đây ta thử xem mẫu tin ta lấy ra. Ok chưa? Đây các bạn chạy này. Ok. Và ở đây ta cần cái trạng thái này, trạng thái của mẫu tin này. Và ở đây tôi sẽ thực hiện TT là trạng thái mới. Thế thì trạng thái mới này thì bằng round product ID state. Nếu cái này mà bằng 1 thì ta chuyển nó thành 2, ngược lại 2 thành 1. Đó, và ta sẽ thực hiện cập nhật lại data bằng array. Thì ta sẽ cập nhật lại, thế thì ta cập nhật bao nhiêu trường? Thế thì ở đây ta cập nhật 3 trường. Trường thứ nhất đó là status là chắc đây này. Chúng ta đang làm việc với trạng thái mà. Đó, product status. Và status này sẽ bằng cái trạng thái mới tức là TT. Tôi để cái này cho gòn ngoài thôi. Đấy, thứ hai đó là product
update app được cập nhật lúc nào, và đây ta sử dụng day, và đây ta sử dụng như day, year, month, day, giờ, phút, giây. Ok, và tiếp tục ở đây tôi có một cái nữa, đó là roder update by bởi ai đó. Thế thì cái này ta để ý trong cái phần login ta có dùng cái này user id. Đây, tôi sẽ mở lại cho các bạn coi. Và trong cái phần login thì đây, ta có thiết lập cái giá trị này đây, user id, và ta phải lấy cái này lại. Đấy. Đấy, ta phải lấy cái này lại. Ok. Và để ý một chút xíu nữa, cái này này, cái này là cái lấy ra ngày tháng năm hiện tại. Do vậy, hiện tại trong cái tập tin này, ta cho set time zone. Do vậy, một là ta sẽ cấu hình bên này cho toàn bộ. Hai là trong từng trang một ta sẽ cấu hình. Thế thì ở cái phần mà view, bay, contact thì ở đây ta có set time zone, và các bạn copy cái lệnh set time zone này lại. Và tôi muốn set time zone cho toàn bộ website của trang người dùng. Do vậy đây tôi sẽ để ở bên này. Và ở đây tôi có thể để ở bất kỳ ở đâu đây. Tên này thằng này là được. Và ở đây tôi sẽ để đây. Rồi. Ok. Ở đây set time zone. Do đó, sau khi lấy xong tôi sẽ in cái data này ra. Ra. Và tôi in này. Ok. Trạng thái ban đầu bằng 1, giờ bằng 2, ngày tháng 5, và cuối cùng đó là, và đây, sau khi lấy được cái này, ta sẽ thực hiện một cái thao tác là cập nhật lại dữ liệu của, cập nhật dữ liệu ha. Thế thì cập nhật dữ liệu bằng sản phẩm, thế thì ở đây ta đưa sản phẩm product update đây, update, và ta đưa cái bảng data vào và cập nhật của mẫu tin nào. Đây, hai cái này ta đã có đây, một cái ok, hai cái ta đã có đây rồi, ok ha. Còn những cái thứ này này, đấy là chỉ cái thằng trung gian thôi, ok ha. Đấy, chú ý tới trung gian nè. Đấy, ok. Đây. Thế thì ta sẽ xây dựng cái hàm này. Hàm này chưa có, và tôi copy cái hàm này sang và tôi xây dựng. Ok. Đây. Rồi ở hai cái này là lấy tất cả này. Lấy tất cả này. Còn cái này là lấy chi tiết này. Rồi xuống đây ta sẽ xây dựng ra cái hàm cập nhật. Đây, cập nhật. Ok, ta ném cái hàm này xuống. Đấy. Thì câu lệnh SQL liên quan đến cập nhật đó là update table. Table là gì? This table. Đấy. Và ở đây ta phải có set. Set cái gì? Where cái gì? Where? Product ID. Bằng cái ID mà ta cần cập nhật thôi. Ok. Và ở đây ta sẽ thực hiện câu lệnh this query no res. Đấy, câu lệnh này. Và tôi đưa câu lệnh SQL vào. Có chưa? Ok, các bạn đã có rồi đây. Ok ha. Và câu lệnh này hiện tại đang sai, ta sẽ e cho câu lệnh SQL lại. Đấy, khi mà bị sai thì ta e cho SQL lại này, các bạn nhìn này. Đấy. Ok ha. Cái này nó không chạy được, không cập nhật được, ta e cho SQL lại. Và đây các bạn thấy này,
Bạn này đúng rồi, xét trường gì do vậy ta phải lấy dữ liệu từ đây ra. Đấy. Và tôi đặt một cái biến strset bằng rộng. Và tôi chạy vòng lặp for s data s round. Hai tầm này. À, cái này là mạng một chiều, tôi đặt là fill và value. Đấy. Thì cấu trúc set ở đây đó là tên trường. Ví dụ update product status bằng giá trị một gì đó phẩy gì đó. Ok, do vậy ở đây ta cần tên trường. Do vậy tên trường thì ở đây là field. Nối với bằng đây, dấu bằng này. Ok. Dấu nháy đơn này. Đấy, dấu phẩy này, cách ra này. Đấy, dấu phẩy cách ra này. Thế thì ở chỗ này ta đâu vào về. Đấy. Thế thì ở đây tôi sẽ bê cái đường code này xuống. Để ở đây. Và tất nhiên dấu nháy. Dấu đô la. Và ta trở lại. Ok, câu lệnh SQL tương đối đúng rồi. Nhưng đây có dư dấu này. Ok ha, và ta phải thực hiện thao tác xóa hết cái này. Thứ nhất bằng stream, stream. Ok, tôi xóa hết các ký tự trắng hai bên. Và tiếp tục tôi sẽ thực hiện stream và tôi xóa ký tự phẩy bên phải. Ok, giờ ta chạy lại. Đó. Và ta chạy lại thêm lần nữa này. Đó, các bạn thấy cái số này đổi này, nhìn nè. Đó, đổi. Ok. Rồi. Sao vậy? Cái lệnh cập nhật này đã thành công. Và tất nhiên ta sẽ chuyển hướng trang. Chuyển hướng trang thế thì ta dùng cái hàm call này chuyển hướng trang. Đây. Chuyển hướng trang. Chuyển hướng trang. Đấy. Và ta chuyển hướng trang đi đâu? Index.php hỏi. Option bằng bằng gì? Bằng product. Ok. Chơi thương này. Chơi line này. Đấy. Đổi cái này line này ha. Giờ cái này nha. Cái này. Kênh kích. Đấy. Màu đỏ. Màu xanh. Màu đỏ. Nhưng các bạn lại thấy một cái vấn đề đó là khi mà ta làm thành công hay thất bại nó không bao lỗi. Do vậy trước khi chuyển hướng trang ta sẽ thực hiện ghi nhận lại lỗi. Lỗi thì ở đây tôi sẽ dùng một cái hàm đó là set set flat và ở đây tôi đặt tên là message. Đấy, và giá trị mà tôi đưa đó là kiểu của nó. Kiểu đây là thành công là success. Thứ hai MSG, MSG là giá trị của nó. Thế thì ở đây tôi đang là thay thay đổi trạng thái thành công hay là thành công này. Ok. Đấy. Và cái hàm này là một cái hàm ta được định nghĩa trong call. Đấy. Function. Hàm này ta cần đưa vào cái gì? Nhìn, các bạn nhìn nè, ta cần đưa vào một là tên, hai là giá trị. Cái nhóm này tôi gom lại một cái giá trị, nhưng giá trị là mạng. Do vậy ở đây tôi sẽ đưa vào cái nền và giá trị. Đấy, nền và giá trị. Và đây tôi sẽ thực hiện session nó lên. Đấy. Session. Name thì tôi đưa vào đây và giá trị thì tôi đưa vào đây. Ok. Đó. Do vậy khi ta chạy thế này, ta sẽ ghi nhận lại cái lỗi thôi. Ghi nhận lại cái lỗi và ta ấn này. Đó. Và đến đây, sang đây. Xin lỗi, sang bên cái thằng product này. Ta sẽ đưa cái lỗi đó nằm ở trên cái table.
Và lỗi đó tôi sẽ đặt trong e require đấy, và view add set module set message, tôi đặt là message luôn. Đó, chấm .php. Đây, và tạo đưa cái này vào. Đó. Và ta chạy này, chạy này lại này. Đây này. Ok, và nó đưa vào rồi. Và tại đây ta sẽ in ra lỗi. Nhưng trước khi in ra lỗi, tôi sẽ thực hiện kiểm tra xem có lỗi hay không. Có lỗi hay không. Do vậy ở đây tôi sẽ thực hiện kiểm tra. Nếu has flat, à tôi sẽ xây dựng ra một hàm flat có tên là thông báo đi, message đi ha. Rồi, nếu như có bên này thì tôi sẽ thực hiện in ra lỗi. If and if. Đó. Chứ không phải là khi nào cũng in. Được chưa? Do vậy cái hàm này là kiểm tra xem cái biến mà message này ta đưa vào hay không. Nhớ là ở đây ta thống nhất cái chữ này nha. Chữ này ta đưa này. Thế thì bên này ta dùng cái này. Và toàn bộ website này ta phải dùng cái này. Đó. Rồi. Thế thì ở trong này ta sẽ xây dựng ra một function. Đi nhỉ. Has flat. Ok ha. Chính xác này, phải chính xác này. Đấy, đây. Ok. Và ta đưa cái tên vào, cái name vào. Đấy. Và ta sẽ thực hiện nếu như insert tồn tại cái biến gì? Session name. Đây. Chạy xuống đây tồn tại thì ta return ra. Ngược lại return ra false. Đấy. Ok ha. Rồi tiếp tục. Cái thằng này chạy xuống đây, ê cho ta có này. Đúng không? Nó ra này. Giờ nó ra cái hát không? Có này. À. Đấy. Rồi ta sẽ lấy cái giá trị nó ra. Ta là lấy giá trị nó ra. Lấy giá trị thì ở đây tôi sẽ dùng một cái hàm để lấy giá trị. Đấy. Đây là error ha. Bằng. Lấy giá trị nó ra. Ở đây tôi dùng chữ get. Đấy. Giá trị của cái hàm của cái message này ra. Đây. Cái này. Copy cái này xuống. Ok, đúng rồi. Lấy ra. Đấy, ta lấy cái này ra. Thế thì ở đây ta sẽ có một cái hàm set. Set này. Function. Oh. Hàm tên là. Wow. Đây, hàm tên là cái này. Copy mày chưa. Rồi, ta sẽ lấy ra. Lấy ra cái nền. Đấy. Và tất nhiên có thì mới lấy. Do vậy ta không cần if else gì hết. Đấy. Lấy ra ở đây này. Đấy cái tên. Nhưng tôi muốn là lấy ra nó, sau đó nó xóa. Thế thì ở đây tôi sẽ lấy một cái biến này thành một cái biến tạm nào đó. TMB. Đấy. Và sau đó tôi sẽ xóa unset. Tôi xóa cái biến này đi. Đó, tôi xóa đi. Rồi sau đó tôi return cái gì? Do vậy ở đây khi mà đã lấy rồi là xóa cái biến này đi. Return biến tạm này vào. Đấy. Có nghĩa là khi mà ta lấy thì ta bị xóa. Lấy thì ta xóa. Do vậy khi ta F5 cái này lại này, F5 cái này lại này, nó không có hình á. Do vậy đó là đặc điểm. Rồi do vậy khi ta lấy ra, thế thì ta sẽ in ở đây. Deep class alert này. Tôi dùng cái alert này. Và tôi dùng alert này. Dangerous. Ở đây không phải chữ dangerous. Mà ở đây tôi sẽ nghe được cái này. Đó. Thế thì ở đây tôi sẽ lấy error này.
BHB vào đây. Thế cho cây này ta in ra cái kiểu của nó. Đấy. Còn nội dung mà bị lỗi thì ở đây ta sẽ in ra cái này. Đây. Đó và MSG, ok. Và ta in thử này nha. Wow, dòng số 2 bị lỗi. Dòng số 2 là dòng này. Biến này. Ờ, chấm phẩy. Rồi. Đấy, thành công. Và ta F5 này ha. Ta F5 này này. Đấy, cái này không hiện nữa. Ok ha. Đấy. Rồi. Đó là chức năng thay đổi trạng thái, chuyển hướng trang và báo lỗi. Đấy.